Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Mở đầu là bản tin từ trang dưỡng đặng Newsletter. Thưa quý vị, theo bản tin ngày 19 tháng 4, tiếp tục ghi nhận những chuyển động của tàu sân bay Liêu Ninh ở Biển Đông cùng với các diễn biến đáng chú ý khác ở khu vực. Đầu tiên, nhóm tàu Liêu Ninh ở phía nam Hoàng Sa. Sau khi di chuyển xuống phía nam quần đảo Hoàng Sa vào ngày 16 tháng 4, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được ghi nhận hoạt động ở vị trí di chuyển theo hướng Đông Bắc, theo hình ảnh của vệ tinh, và vị trí của nhóm tàu này cách thành phố Quy Nhơn của Việt Nam khoảng 300 km. Trong ngày 18 tháng 4, ảnh vệ tinh không ghi nhận được vị trí của chúng, nhưng theo thông tin mà chúng tôi có được, chúng hoạt động ở khu vực Đông Nam đảo Tri Tôn trong ngày 18 tháng 4. Vài ngày qua, chiến đấu cơ của Trung Quốc xuất hiện trên bãi đổ ở đảo Phú Lâm. Điều này gợi ý rằng chúng sẽ tiến hành tập trận và không loại trừ khả năng các chiến đấu cơ ở Phú Lâm sẽ tham gia phối hợp cùng với các tiêm kích G-15 trên tàu Liêu Ninh. Trong khi đó, tàu sân bay Sơn Đông hiện vẫn neo tại Tam Á, đảo Hải Nam, tính đến hôm 18 tháng 4. Lộ một clip tàu Liêu Ninh, thưa quý vị, trong các ngày 14 và 15 tháng 4, một tài khoản Twitter Shiwenji 3 hiện đã khóa, bất ngờ đăng tải 3 đoạn clip và một số hình ảnh của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh hoạt động ở vị trí không nói rõ. Hình ảnh và clip ghi nhận tàu Liêu Ninh được hộ tống bởi các tàu khu trục Type 055, Type 052D và Type 054A. Clip cũng quay lại cảnh chiến đấu cơ G-15 hạ cánh trên tàu sân bay các cư dân mạng của nhật bản cũng nhanh chóng nhận ra một trong các tàu được quan sát thấy di chuyển gần tàu liêu ninh có thể là tàu khu trục lớp murasame hoặc takanami của nhật bản tài khoản twitter nói trên tự nhận mình là một thủy thủ mỹ phục vụ trên một tàu khu trục Tài khoản này cũng thường xuyên tweet bằng tiếng Hoa, gợi ý đây là một thủy thủ gốc Hoa. Dù đoạn clip có khả năng là thật, chi tiết một thủy thủ Mỹ tự công bố nó khá là đáng ngờ và bất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta thiên về khả năng đó là một hình thức công bố clip đã được phê chuẩn trong một chiến dịch thông tin, và cũng không loại trừ khả năng nó đến từ chính người Trung Quốc hoặc người Nhật Bản. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cuối tuần qua đã ghé vào đảo Guam để tiếp tế và tính đến sáng ngày 19 tháng 4, tín hiệu AES ghi nhận tàu khu trục USS Russell đã ra biển trở lại, gợi ý nhóm tàu này đã kết thúc chuyến ghé cảng. Tương tự, nhóm tàu đổ bộ tấn công USS Making Island cũng ghé đảo Guam vào cuối tuần qua và đến sáng 19 tháng 4, tàu khu trục trong nhóm là USS Port Ryan cũng đã lên đường. Không quân Thái Bình Dương thông báo 4 oanh tạc cơ B-52H được triển khai đến căn cứ Addison ở đảo Guam, Pakaf. Có một tin đồn ở Philippines thưa quý vị, giữa lúc căng thẳng Philippines Trung Quốc dâng cao xung quanh sự hiện diện của tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu thì tin đồn về sự bất mãn của các sĩ quan quân đội đối với tổng thống Rodrigo Duterte đã xuất hiện. Trong ngày 18 tháng 4, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana và Tổng tham mưu trưởng Cristilito Jopejana đã phải đưa ra các tuyên bố bác bỏ những thông tin mà họ xem là tin giả này theo hãng tin Rappler. Lực lượng vũ trang Philippines và Bộ Quốc phòng đã lên án các tin giả trên mạng cho rằng tổng thống Rodrigo Duterte đang mất đi sự ủng hộ của các sĩ quan quân đội vì cách tiếp cận hòa bình của ông đối với việc Trung Quốc quân sự hóa biển Tây Philippines là cách mà Philippines gọi một phần biển Đông. Trong các tuyên bố riêng rẽ vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng Trung tướng Sirilito Sobejana và Bộ trưởng Delphi Lorenzana đã phủ nhận sự tồn tại của một nhóm Viber gồm 500 quân nhân đang tại ngũ và đã xuất ngủ, những người được cho là có kế hoạch rút lại sự ủng hộ của họ dành cho Tổng tư lệnh. Trong khi đó, 50.000 người đã ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng thống Duterte từ chức. Theo đài ABS-CBN, Tuy không có giá trị pháp lý, nhưng thỉnh nguyện thư này cũng thể hiện phần nào thái độ bất mãn từ các tầng lớp nhân dân đối với cách mà Tổng thống Duterte xử lý mối quan hệ với Trung Quốc và ứng phó với đại dịch COVID-19. Và bây giờ là vấn đề về Đài Loan. Tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga lần đầu tiên nhắc đến vấn đề Đài Loan cùng hàng loạt các quan ngại khác tổng thống biden và thủ tướng suga đã trao đổi quan điểm về tác động từ các hành động của trung quốc đối với hòa bình và thịnh vượng ở khu vực ấn độ thái bình dương và thế giới đồng thời chia sẻ quan ngại về các hoạt động của trung quốc không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bao gồm cả việc sử dụng kinh tế và các hình thức cưỡng ép khác chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhau dựa trên các giá trị phổ quát và các nguyên tắc chung. Chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc răng đe để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông chúng tôi nhắc lại sự phản đối của chúng tôi đối với các yêu sách biển và hoạt động trái pháp luật của trung quốc ở biển đông và tái khẳng định mối quan tâm chung mạnh mẽ của chúng tôi đối với một biển đông tự do và rộng mở được quản lý bởi luật pháp quốc tế trong đó đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với công ước liên hiệp quốc về luật biển chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển đài loan và khuyến khích giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển chúng tôi chia sẻ những quan ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở hồng kông và khu tự trị duy ngô nhĩ tân cương hoa kỳ và nhật bản nhận thấy tầm quan trọng của các cuộc đối thoại thẳng thắn với trung quốc nhắc lại ý định chia sẻ trực tiếp các mối quan ngại và thừa nhận sự cần thiết phải hợp tác với trung quốc trên các lĩnh vực quan tâm chung đáp lại bộ ngoại giao trung quốc đã đưa ra một tuyên bố phản đối và bây giờ là tin về tàu sân bay của Anh Quốc HMS Queen Elizabeth. Dựa trên các thông tin được công bố, trang Navy Lookout đã xây dựng lộ trình của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth trong chuyến triển khai đến khu vực Tây Thái Bình Dương vào những tháng tới. Có hai thông tin đáng chú ý vào cuối tuần vừa qua. Một là nhóm tàu này sẽ không băng qua eo biển Đài Loan, thay vì đó sẽ đi qua eo Ba Sĩ hay là trong chuyến triển khai, một tàu khu trục Type 45 và một tàu hộ vệ Type 23 sẽ tách đoàn ở địa Trung Hải để di chuyển vào Biển Đen giữa lúc tình hình Ukraine và Nga đang căng thẳng trở lại, theo tờ Sunday Times. Vừa rồi là các bản tin từ dưỡng Đặng Newsletter. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc tản lờ mọi phản đối ngoại giao để thực hiện mục tiêu chiếm đóng Biển Đông. Cựu chánh án tòa án cấp cao Philippines hôm 19 tháng 4 nói với báo giới Philippines rằng Trung Quốc tảng lờ mọi phản đối ngoại giao từ phía Philippines để thực hiện mục tiêu cuối cùng là chiếm đóng toàn bộ Biển Đông với đường đứt khúc chín đoạn. Vì vậy, ông thúc giục Philippines nên tham gia các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, tham gia tuần tra trên biển chung với các nước đòi chủ quyền khác ở khu vực như Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Chánh án Antonio Capio đưa ra nhận định này để trả lời câu hỏi về những căng thẳng gần đây giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến việc Trung Quốc điều hơn 200 tàu dân quân biển ra đá ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước. Trung Quốc gần như không có động thái nào trước hàng loạt các phản đối chính thức về mặt ngoại giao từ phía Philippines. Bắc Kinh thậm chí đã lên tiếng nói rằng việc các tàu cá của Trung Quốc xuất hiện ở đá ba đầu là để tránh gió bão và đây là việc làm hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, các chuyên gia về an ninh và quân sự Philippines cũng lên tiếng thúc giục chính phủ thúc đẩy việc mua lại các loại vũ khí để giúp bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của nước này trước sự đe dọa của Trung Quốc. Một trong những vũ khí được các chuyên gia đề nghị phải được mua nhanh đó là tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Tuy nhiên, các chuyên gia Philippines lo lắng việc mua vũ khí nhằm hiện đại hóa quân đội nước này có thể gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 đang khiến chính phủ bị tăng nợ. Hiện chi tiêu quốc phòng của Philippines chiếm khoảng 1,4% GDP. Sau đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc tập trận rầm rộ gần Đài Loan là một thông điệp gửi đến Washington các nguồn tin an ninh ở đài bắc cho biết các cuộc tập trận của tàu sân bay trung quốc và các vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của đài loan đã leo thang trong những tuần gần đây là nhằm gửi một thông điệp cảnh báo washington hãy lùi bước hãng tin reuters trích dẫn các nguồn tin an ninh ở đài bắc cho biết các hoạt động gia tăng mà trung quốc gọi là diễn tập tác chiến hôm thứ tư vừa rồi đã gây báo động ở cả đài bắc lẫn washington mặc dù các quan chức an ninh không coi đó là một dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công sắp xảy ra theo một quan chức am hiểu về kế hoạch an ninh của đài loan thì thay vào đó ít nhất một số cuộc tập trận đang diễn ra đang diễn tập các thao tác chặn tiếp cận nhằm ngăn cản các lực lượng nước ngoài đến bảo vệ đài bắc trong một cuộc chiến Trung Quốc nói các cuộc tập trận được tiến hành gần Đài Loan, nhưng xem xét vị trí của nó thì thấy đây là một cuộc tập trận diễn ra nhắm vào quân đội Mỹ, theo một quan chức Đài Loan yêu cầu giấu danh tính vì không được phép nói chuyện với truyền thông. Khi Trung Quốc điều một nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Đài Loan tuần trước, lực lượng không quân Trung Quốc mô phỏng các cuộc tấn công nhắm vào tàu Mỹ, mặc dù không có tàu hải quân Mỹ nào đang ở trong khu vực vào thời điểm đó, nguồn tin này cho biết. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan ngăn cách đảo quốc này với Trung Quốc. Một nguồn tin an ninh phương Tây cho biết các chuyến bay gần đây gần như là hàng ngày của máy bay chống ngầm Trung Quốc ở khu vực cực Bắc Biển Đông có thể là phản ứng đáp trả các sứ mệnh của Mỹ ở đó, gồm cả tàu ngầm, hoặc để lưu ý ngũ giác đai rằng Trung Quốc có thể săn tìm tàu ngầm Mỹ. Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Loan nói tìm cách mua tên lửa hành trình tầm xa từ Mỹ. Đài Loan đang tìm cách mua tên lửa hành trình tầm xa từ Mỹ. Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết vào hôm 19 tháng 4. Khi được chất vấn tại Quốc hội về việc hệ thống vũ khí nào Đài Loan muốn mua, ông Li Shi Chan, người đứng đầu Bộ phận Hoạch định Chiến lược của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đó là loại AGM-158 của công ty Hoa Kỳ Lockheed Martin. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm mua nó từ Hoa Kỳ, ông Li nói. Các kênh liên lạc rất suôn sẻ và bình thường. AGM-158 JSM là tên lửa không đối đất, có thể phóng xa 1.000 km, 621 dặm tùy loại và được lắp vào máy bay chiến đấu bao gồm F-16, trong đó Đài Loan đang sử dụng. Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan vì họ cố gắng buộc chính quyền ở Đài Bắc chấp nhận yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Từ trước đến nay, các lực lượng vũ trang của Đài Loan tập trung vào việc bảo vệ hòn đảo trước cuộc tấn công của Trung Quốc. Washington, nhà cung cấp vũ khí chính thức nước ngoài của Đài Bắc, mong muốn tạo ra một đối trọng quân sự với các lực lượng Trung Quốc, xây dựng dựa trên nỗ lực được ngũ giác đài gọi là pháo đài Đài Loan. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Vẫn là một bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thưa quý vị, Trung Quốc kết bạn tìm cách phá bè phái của Mỹ trung quốc đang tăng cường quan hệ với các đối tác chuyên quyền như nga và iran cũng như các nước khu vực phụ thuộc kinh tế đồng thời sử dụng các biện pháp trừng phạt và đe dọa để cố gắng phá vỡ các liên minh mà hoa kỳ đang xây dựng để chống lại họ theo hãng tin reuters các nhà ngoại giao và phân tích gia cho rằng điều đáng lo ngại cho Bắc Kinh là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bắt tay cùng với các nền dân chủ khác để tăng cường đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy, quyết đoán hơn trên toàn cầu về nhân quyền và các vấn đề an ninh khu vực cũng như tranh chấp biển Đông. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi cho Reuters Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc phía Hoa Kỳ tham gia vào khối chính trị có chung đường lối tư tưởng và kết hợp để hình thành bè phái chống lại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng các nước có liên quan thấy rõ lợi ích của chính họ và không bị biến thành công cụ của Mỹ để chống Trung Quốc. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm sau các cuộc đàm phán đầy sóng gió vào tháng trước giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ và trung quốc tại alaska bắc kinh dường như cũng gấp rút trao đổi với các quốc gia như nga iran và bắc triều tiên những nước cũng đang chịu các lệnh trừng phạt do mỹ dẫn đầu trung quốc rất lo lắng về chính sách ngoại giao liên minh của hoa kỳ ông lee min jan phó giáo sư thuộc trường nghiên cứu quốc tế ở rajatanam ở singapore chỉ ra điều mà ông gọi là nỗ lực túm tụm tìm hơi ấm với các chính phủ bị phương tây xa lánh Vài ngày sau cuộc họp ở Alaska, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người kêu gọi Moscow và Bắc Kinh đẩy lùi điều mà ông gọi là chương trình ý thức hệ của phương Tây. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi thông điệp với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un, kêu gọi quan hệ đối tác sâu rộng hơn với một quốc gia khác mà tham vọng vũ khí hạt nhân đã dẫn tới các lệnh trừng phạt. Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 16 tháng 4, hai nước đã trình bày một mặt trận thống nhất chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc về các vấn đề từ đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đến các vấn đề nhân quyền ở khu vực Hồng Kông và Tân Cương của Trung Quốc. Thưa quý vị, châu Á hướng tới một trật tự khu vực mới, là bài viết đáng chú ý được Courier International trích đăng từ báo Nhật Bản Nikkei Asia và được Đài Phát thanh Quốc tế Pháp tóm tắt trong một điểm báo sau đây. Khi các nhà sử học viết về năm 2020, Năm này có thể được coi là sự kết thúc của thời kỳ mà cho đến nay vẫn thường được gọi là thời kỳ hậu thực dân ở châu Á. Bước ngoặt này đặc biệt được đánh dấu bằng sự tiến triển rõ nét về cán cân quyền lực kinh tế, với sự chuyển dịch quyền lực từ các cường quốc thực dân cũ phương Tây sang các cường quốc thực dân cũ phương Đông, kèm theo đó là sự sói mòn ảnh hưởng địa chính trị và tinh thần của phương Tây không chỉ hoa kỳ và châu âu mất ưu thế kinh tế trước châu á cả về khối lượng thương mại đầu tư và tăng trưởng mà tây phương còn mất phần lớn khả năng dẫn dắt và tác động đến những thay đổi chính trị Năm 2019, Trung Quốc xuất khẩu hơn 2,6 ngàn tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ so với 2,5 ngàn tỷ đô la của Hoa Kỳ. Mỹ có thể vẫn dẫn trước Trung Quốc về chi tiêu quân sự và lực lượng tấn công, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách và Hoa Kỳ không hẳn sẽ chiến thắng nếu xung đột nổ ra ở châu Á. Theo báo Nhật Nikkei Asia, trong năm 2020, những xu hướng nói trên càng được củng cố do tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình chính trị ở Mỹ. Về đại dịch, cách ứng phó của châu Á đã cho thấy là có hiệu quả nhất. Các cường quốc phương Tây không còn có thể tự xem mình như một hình mẫu, suy yếu về kinh tế, thiếu sự lãnh đạo của Mỹ. Lần đầu tiên kể từ sau địa nhị thế chiến, các nước châu Âu phải tự vấn về nền tảng chính trị và dân chủ. Thực tế mới cũng cho thấy sự trỗi dậy không thể lây chuyển của Trung Quốc, bất chấp mọi sáng kiến của phương Tây nhằm làm chậm bước tiến công nghệ của nước này, hạn chế Bắc Kinh phát triển lực lượng quân sự và trừng phạt Trung Quốc về các vụ vi phạm quyền tự do của công dân. Trung Quốc đã vượt qua những ràng buộc mang tính chuẩn mực và chiến lược của trật tự hậu thực dân cũ và đã buộc các cường quốc thực dân cũ phải đưa ra các chính sách và thỏa thuận thương mại có lợi cho châu Á và do Trung Quốc thống trị, chứ không phải theo chiều hướng ngược lại hiện giờ vẫn còn phải chờ xem châu á sẽ lấp đầy khoảng trống mà phương tây để lại như thế nào để dùng sức mạnh kinh tế của mình phục vụ nhân loại châu á cũng sẽ phải xác định những giá trị cơ bản để củng cố ảnh hưởng ngày càng tăng của khu vực bởi các học giả về chính sách đối ngoại ở hoa kỳ và tại một số nước châu âu đang lo ngại về viễn cảnh đầy nguy hiểm của một thế giới do đảng cộng sản trung quốc thống trị tuy nhiên những báo động về sự trỗi dậy của trung quốc đang che khuất thực tế là nhật bản và hàn quốc hai nền kinh tế khác lớn nhất châu á cũng là những nền dân chủ giống như ấn độ và indonesia hai quốc gia đông dân chỉ sau trung quốc hồng kông có thể đã mất quyền tự do nhưng đài loan đang làm tốt mọi việc và singapore đang dần rũ bỏ xiềng xích kinh tế xã hội cũ để tiếp nhận tính năng động trong lĩnh vực kinh doanh của toàn bộ khu vực ưu tiên trong tương lai Báo Nhật Nikki Asia nhấn mạnh bối cảnh chính trị trong khu vực đã thay đổi rất nhiều kể từ giữa những năm 1990. Sự chuyển đổi sang dân chủ được khởi xướng trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2000, ngày càng được củng cố cho dù cũng gặp một số thất bại. Xã hội dân sự châu Á chưa bao giờ năng động như hiện nay. Thế hệ trẻ vừa có tinh thần cảnh giác lại lạc quan và kết nối được với nhau nhờ mạng xã hội. Ngành sáng chế công nghệ và kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Giả sử phương Tây tiếp tục suy yếu, các chuẩn mực mà châu Á đặt ra cho giữa thế kỷ 21 sẽ như thế nào. Theo tờ Nikki Asia, môi trường là một trong những ưu tiên chính bởi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét ở châu Á do mực nước biển dâng cao ở mức nguy hiểm, các hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, cần lưu ý về tính minh bạch trong quản lý và sự cấp bách của việc giảm thiểu bất bình đẳng tăng trưởng và phát triển ở châu Á hiện giờ chủ yếu phục vụ cho giới tinh hoa, nên giải quyết tình trạng bất bình đẳng sâu đậm là một điều rất quan trọng. Thêm vào đó, mối liên hệ mang tính xây dựng sẽ là yếu tố cơ bản đối với an ninh khu vực trong tương lai. Hoa Kỳ và châu Âu trở nên thịnh vượng nhờ các liên minh được thiết lập trên đống hoang tàn đổ nát từ đệ nhị thế chiến và trong chiến tranh lạnh. Việc liên kết với các cường quốc sẽ khuyến khích hòa bình và phát triển hợp tác, ngay cả khi phương Tây vẫn đang tìm cách chia rẽ và phân cực các khu vực để chống lại đà tiến của Trung Quốc. Việc theo đuổi những mục tiêu nói trên sẽ không dễ dàng. Để đạt được các mục tiêu đó và đóng góp vào lợi ích chung quy mô toàn cầu, châu Á phải đầu tư vào một chính sách ngoại giao táo bạo và sáng tạo, đồng thời xác định cho dân chúng vị trí của châu Á trên thế giới, giống như phương Tây từ lâu được coi là hình mẫu cho khu vực. Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều tiềm năng để xích lại gần nhau, nhưng các nước này phải từ bỏ việc bảo vệ các lợi ích quốc gia hạn hẹp. Thách thức lớn nhất sẽ là kiềm chế được Trung Quốc trong tương quan lực lượng mới. Nikkei Asia hy vọng trong bối cảnh của các cường quốc thực dân cũ đang lui bước, các cường quốc châu Á hạng trung có thể sẽ dễ thành công hơn trong việc thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các chuẩn mực mới, cởi mở và mang tính xây dựng, tôn trọng pháp quyền. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ động thái của kẻ thù và có sẵn các kế hoạch tác chiến để đối phó với các kịch bản về một cuộc tấn công của Trung Quốc. Tiếp nối chương trình là một số tin ngắn khác đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ, trực thăng của NASA bay thành công trên sao Hỏa. Máy bay trực thăng robot thu nhỏ của NASA đã thực hiện cất cánh và hạ cánh thành công trên sao Hỏa vào sáng sớm ngày 19 tháng 4, theo hãng tin Reuters. Các nhà quản lý sứ mệnh tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA gần thành phố Los Angeles đã vỗ tay cổ vũ khi dữ liệu kỹ thuật được truyền về từ sao hỏa xác nhận rằng chiếc trực thăng chạy bằng năng lượng mặt trời nặng 4 pound, tương đương với 1,8 kg, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên kéo dài 40 giây chính xác như đã lên kế hoạch trước đó 3 giờ. Trực thăng robot được lập trình để bay thẳng lên cao 10 feet, tức là 3 mét, sau đó xoay tại chỗ trên bề mặt của sao hỏa trong vòng nửa phút trước khi ổn định và đáp xuống trên bốn chân. Theo hãng tin AP dẫn lời ông Harvard Grip, phi công trưởng trên mặt đất cho biết dữ liệu đo độ cao xác nhận rằng trực thăng Ingenuity đã thực hiện chuyến bay đầu tiên, chuyến bay đầu tiên của một chiếc máy bay chạy bằng năng lượng trên một hành tinh khác. Theo tờ báo Le Monde của Pháp, Huawei bị cáo buộc làm gián điệp ở Hòa Lan. Một báo cáo được nhật báo The Street tiết lộ ngày 17 tháng 4, tập đoàn viễn thông Trung Quốc đã truy cập được vào dữ liệu của mạng di động của KPN và các cuộc trò chuyện của cựu thủ tướng Hoa Lăng Jan Peter Balkenende từ năm 2002 cho đến năm 2010 cũng như các thành viên trong chính phủ của ông. Tờ báo dựa trên một báo cáo vẫn được giữ bí mật kể từ năm 2010. Kết luận của báo cáo đặc biệt nhạy cảm vì sự kiện nói trên có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của mạng KPN Mobile. Vào thời điểm đó có 6,5 triệu người đăng ký. KPN đã sử dụng công nghệ của Huawei từ năm 2009 và 6 nhân viên Trung Quốc đã làm việc tại trụ sở chính của công ty này ở La Hay. Và bây giờ là bản tin của hãng thông tấn xã Pháp. Tokyo hối thúc miếng điện thả một nhà báo người Nhật. Theo lời phát ngôn viên Đại sứ quán Nhật Bản, nhà báo độc lập Yuki Kitayumi bị bắt hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 4 và đã bị chuyển từ đồn cảnh sát đến nhà tù Insent, nổi tiếng dành để giam giữ tù nhân chính trị. Hiện nhà báo này vẫn chưa bị kết tội và các nhà ngoại giao vẫn đang vận động để có thể tiếp xúc với người này ở trại giam. Đây cũng là lần thứ hai nhà báo độc lập người Nhật này bị bắt kể từ sau vụ đảo chính tại miếng điện giới báo chí thường là mục tiêu bị lực lượng an ninh tấn công vào lúc chính quyền tìm cách kiểm soát thông tin bằng cách siết chặt truy cập internet hay thu hồi giấy phép hoạt động của một số truyền thông miếng điện New Zealand và Úc khai trương hành lang du lịch giữa hai nước sau 400 ngày bị cô lập và chia cách vì covid-19 Úc và New Zealand đã khai trương điều được gọi nôm na là bong bóng du lịch tập hợp hai nước vào ngày 19 tháng 4 cách mở hành lang hàng không riêng nối liền hai nước cho phép đi lại mà không cần phải kiểm dịch khi đến nơi sẽ giúp đoàn tụ các gia đình bị ly tán kể từ khi biên giới bị đóng cửa. Trước đại dịch, người Úc chiếm tỷ lệ lớn nhất 40% trong số khách du lịch nước ngoài đến New Zealand với khoảng 1,5 triệu lượt người vào năm 2019. Hãng thông tấn xã Pháp tiếp tục đưa tin tại Pháp, tổng thống Macron tăng cường các biện pháp an ninh một năm trước bầu cử tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron viếng thăm thành phố Montpellier tại miền Nam trong ngày 19 tháng 4. Đây là dịp để nguyên thủ Pháp bảo vệ chính sách an ninh đang bị cánh hữu chỉ trích là mờ nhạt. Élysée thông báo tuyển dụng thêm 10.000 nhân viên trong ngành từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ của tổng thống Macron. Thưa quý vị, chống Covid-19, vi phạm lệnh cách ly tại Pháp sẽ bị phạt 1.500 euro. Paris ngày 19 tháng 4 thông báo mức phạt 1.500 euro nhắm vào những hành khách từ Brazil, Argentina, Chile hay Nam Phi vào Pháp nếu vi phạm lệnh tự cách ly trong 10 ngày. Chính phủ huy động cảnh sát và hiến binh kiểm tra các đối tượng cần theo dõi. Biện pháp cách ly được áp dụng kể từ hôm 19 tháng 4 nhằm đối phó với các loại virus biến thể. Theo một số nguồn tin thông thạo, biện pháp này có thể sẽ được mở rộng đến các hành khách từ Ấn Độ vào Pháp. Chính quyền Mỹ chuẩn bị quyết định cho sử dụng trở lại vaccine của tập đoàn Johnson Johnson. Trả lời đài truyền hình ABC vào hôm Chủ nhật 18 tháng 4, Cố vấn Y tế của Tòa Bạch Ốc, bác sĩ Anthony Fauci cho biết sẽ có thông cáo rõ ràng về việc sử dụng thuốc này trước ngày thứ Sáu 23 tháng 4. Vào tuần trước, vaccine này đã bị tạm ngưng. Vào tuần trước, vaccine này đã bị tạm ngưng sử dụng tại Mỹ do phát hiện 6 trường hợp bị đông máu.